đây. Các bạn thấy không? Một lúc thôi là chị đã bán hết được cả mười mấy cân thịt chuột rồi. Chỉ trong thời gian rất là ngắn thôi. Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang ở chợ Chiều Canh Nậu, xã Canh Nậu, thành phố Hà Nội. Đây là một trong những xã mà nổi tiếng về thịt chuột. Người ta nói rằng là ở chợ Chiều Canh Nậu, khoảng tầm từ 4 giờ trở đi thì có những cái cửa hàng người ta bán chuột ở đây. Lúc nãy thì mình cũng đã dạo qua, trước đây sớm hơn mình đã dạo qua cái chợ này rồi, nhưng mà không có cửa hàng nào bán chuột cả, đến thời điểm này thì mới có. Thì chúng ta hãy cùng nhau dạo quanh cái con chợ này để chúng ta xem rằng là những cửa hàng thịt chuột ở đây người ta bán như thế nào nhé, thưa quý vị và các bạn. Từ lâu, vùng đất Canh Nậu đã có nghề săn chuột và những món ăn chế biến từ chuột trở thành đặc sản ở đây. Theo các cụ cao niên ở làng, ngày xưa ở Canh Nậu chỉ có nghề làm ruộng, nhưng hệ thống thủy lợi chưa hoàn thiện. Mùa mưa, đồng ruộng thường xuyên bị ngập úng, chỉ cấy được một vụ lúa. Vào mùa mưa, các hang chuột đều bị ngập nước. Chuột đồng lũ lượt kéo nhau lên các mô đất cao để ở. Lúc này, dân làng chỉ việc quây rơm, đốt trụi các gò đất nổi, sau đó đi lượm chuột về thui. Sau này, người dân Canh Nậu bắt chuột quanh năm, nhưng rộ nhất vào độ tháng 9 cho đến tháng 12 âm lịch là lúc vụ mùa mới thu hoạch xong. Lúc này chuột rất béo. Người dân xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội kéo nhau đi săn chuột đồng. Người dân cho biết chuột đồng đã trở thành món ăn không thể thiếu đối với họ trong suốt mấy chục năm qua. Người dân xã Canh Nậu đã biết chế biến các món ăn từ chuột đồng thành các món ăn đặc sản. Tại xã này, người già cho đến trẻ, đàn ông hay đàn bà, phụ nữ đều quái khẩu món ăn từ chuột đồng. Nhiều người nhận xét chuột đồng nơi đây còn ngon hơn cả thịt gà và thịt lợn. Tuần là anh ăn mấy buổi chuột đấy? Theo người dân kể lại, vào ban ngày hoặc tối, thanh niên, đàn ông trong làng sẽ ra đồng săn chuột. Trung bình, mỗi nhà ở đây bắt được khoảng từ 17 cho đến 20 kg chuột đồng mỗi ngày. Để thỏa chí tò mò, tôi đã tìm đến vùng quê này. Đối với tôi thì khi tìm hiểu ngôi làng kỳ lạ này, trước tiên phải tìm đến nơi nào mà có nhiều chuột nhất. Qua tìm hiểu, tôi đã được biết ở đây có khu chợ Chiều, là nơi tập trung những sạp hàng bán chuột rất đông. Đối với tôi thì việc tìm hiểu ngôi làng kỳ lạ này, trước tiên phải tìm đến nơi nào có nhiều chuột nhất. Qua tìm hiểu thì tôi biết ở đây có một khu chợ Chiều, nơi tập trung rất nhiều những sạp hàng bán chuột. Các cửa hàng chuột đã gần như là bán xong, rất nhiều cửa hàng đã bán xong rồi. Người dân ở đây người ta rất là thích ăn thịt chuột. Đây, một cửa hàng bán thịt chuột này. Đấy, chuột đây đã có cả những con làm rồi, nướng rồi, phun khói rồi. Chị ơi, những con này là trần qua mới vặt lông rồi chị? Vâng, những con này mới vặt lông. Vâng. Đây này, con này đã thui rồi đây này, thui vàng ươm rồi này. Đấy. Chị ơi, thịt ở đây giá thịt là chị bán như thế nào đấy ạ? À? Cái chuột đấy ạ? À? Giá chuột ở chợ này là 120.000 một cân. 120.000 một cân à? À. Đây là đồng giá hết là cái 120.000 cân. Chuột đi anh. Vâng. Loại nào thế hả? Nhìn rất là ngon nhá. Đấy, con này có vẻ rất là to này, con này. Con này có khi là phải đến con được 3 lạng chị ạ? Vâng, 3 lạng. Đấy, con này được 3 lạng, con này thì bé hơn này. Nhìn thơm ngon, nhìn như kiểu là thịt chó thui. Nói chung là nếu như chúng ta tiếp cận lần đầu tiên, chúng ta sẽ cảm giác nó rất là lạ lẫm, và đôi khi là nhiều người sẽ cảm thấy là hơi sợ hãi một chút. Thơm lắm. Ngửi mùi toàn mùi chuột nướng thơm lức. 120.000 một cân. Chị ơi, chị bán chuột đây là bao năm rồi? À, em bán được 18 năm rồi. Khi em về nhà chồng em cho đến mẹ. Bán từ lúc mà về nhà chồng luôn hả? Vâng. Một ngày này chị bán được bao nhiêu cân? Ngày có nhiều thì bán được nhiều. Vâng, à nó tùy thuộc vào cái số lượng mà chị bắt gì ạ? Có hôm được 20 cân thì bán được 20 cân một yến. À. 20 cân đến một yến. Trời ơi. Đấy, chỉ đứng một lúc thôi mà chị đã bán được cho mấy người rồi.
Đây ở bên kia chúng ta cũng thấy có một cửa hàng bán chuột kìa. Đây khu chợ mà chúng ta đang đứng đây. Ở đây phía bên này thì có rất là nhiều cửa hàng bán quần áo. Đấy, tí nữa chúng ta thử đi ra đấy xem còn có cửa hàng chuột nào nữa hay không. Đây, bên này có một sản phẩm chuột này. Đấy. Chị ơi, chị bán được nhiều chuột chưa? Bán nhiều rồi à? Thế à? Thế hôm nay là chị bắt được bao nhiêu cân chuột đấy? 20 cân. Hôm nay bắt được 20 cân kìa. Có vẻ nhiều hơn mọi khi đấy hả? Hay là mọi lần vẫn thế? À, bình thường à? Ừ, 20 cân chuột. Rất là nhiều chuột. Đây là các bạn, nếu mà ngồi đây các bạn sẽ ngửi thấy mùi chuột nướng thơm nức luôn. Hình như là em có thấy là chị vẫn còn chuột ở phía bên dưới đúng không? Còn nhiều. À, thế em có thể em xem qua bên dưới được không? Được. Vâng. Phía bên dưới là chị bán hết xong là chị bắt đầu chị mới đưa lên hả? Vâng, ở dưới này là cũng có người đặt rồi. À, có người đặt rồi ấy hả? Bán hết thì tối không phải làm, là không bán hết thì cho người ta nhặt. Vâng, thế có hôm nào mà chị... Mua nhiêu nhỉ? Dạo đâu ấy? Em mua chuột đi em. Nhưng mà quay nó. Có nhiều hôm chị không bán hết không? Không, hôm nào bán hết. Hôm nào bán hết à? Chuột, đấy. Chúng ta thấy vừa mới ngồi đây một tí là chị đã bán được chuột ngay rồi. Chuột ở đây có vẻ rất là đắt hàng. Mình cũng biết là sẽ có rất là nhiều bạn mà sợ thịt chuột. Và sợ chuột, khi nhắc đến chuột thì các bạn sẽ rất là sợ. Đấy, nhưng mà khi mà mình qua đây, mình đến khu vực này và nhìn thấy những con chuột thơm lừng như thế thì mình lại có những cái suy nghĩ rất là khác. Đây là mỗi một người mua là chị đều phải làm chuột này cho người ta đấy hả? Làm chuột này là cứ phải moi hết nội tạng của nó ra là được. Cũng có nhà người ta ăn gan. Vâng. Còn không thì moi tắt. À, gan chuột này cũng ăn được à? Vâng. Ăn tốt nhưng mà những cái cứ chặt thì ta ăn được thì người ta ăn, mà người ta không ăn được thì là người ta bỏ. Vâng. Thế chuột này ngoài gan ra còn ăn được cái gì khác không chị? Không. Chị thế là bỏ hết à? Chỉ hết gan rồi. Gan là cái nào chị? Gan là cái này. À, cái phần đấy à? Vâng. Em có thể em hỏi chị câu được không, là chị chuột này chị hay ăn không? Có, thỉnh thoảng ăn này. Thỉnh thoảng mới ăn à? Thế thế chị định làm cái món gì từ chuột ngày hôm nay? Chuột này về lấy hành khô ấy, thái phi vàng lên. Phi vàng lên à? Vâng, xong cho chuột vào xào. Vâng. Mắm muối mì chính. Vâng. Vào ăn xào. Ăn với cơm hay là để cho ông xã chấm rượu? Uống rượu cũng được mà ăn với cơm cũng được. Đấy, chuột này. Con chuột rất là to nhá. Cô có bán thịt chuột đây à? Cô cho cháu quay mấy cảnh thịt chuột nhé. Cháu quay mấy sạp hàng trong kia rồi, ra đây cháu quay thêm một tí. Vâng. Cô cho con chuột này to nhờ cô nhờ. Đấy. Đấy. Con chuột này rất là to, con này có khi phải được hơn 3 lạng ấy. 5 lạng này. 5 lạng con này à? Wow, con này 5 lạng này, các bạn này. Đây, bên cạnh những con chuột nhỏ nhỏ, nó có con chuột rất là to. Đấy. Bầy ít như thế này là bên dưới là hết rồi đấy cô nhỉ? Hết rồi bầy này. Đấy, bình thường thì là các chị, các cô thì bán thì bên dưới này có một cái thau. Và cái thau này để chuột ở phía bên dưới. Đấy, nhưng mà đây là bầy ít như thế này chắc là hết rồi. Những con chuột này là giá cả cân lạng nào cô? Con bán 100.000 thì cân cả ruột. Đúng thế, con 100.000 thì mổ. 100.000 một cân là cả ruột à? Ờ, lúc đặt thì 120. À vâng, còn nếu mà làm rồi thì là 120. Không, đặt thôi, bỏ con cá bỏ đâu, bỏ mua bỏ ruột nó về 160, 170. À, thế còn cứ nguyên con như thế này là 100 với 120. 100 là 100 con bè đúng không? Một đặt tầm nhau cân. À, thế là 100, 120. Cửa hàng nào cũng thế, đều bán giá 100 đến 120. Chuột to này là chuột gì? Chuột xám à? Chuột nó to, cái nó to. Vâng. Vâng. To nhờ. Sau khi đi tham quan hết khu vực, tôi đã dò hỏi được người dân
và họ chỉ cho tôi đến một nhà hàng có tiếng của vùng về món ăn kỳ lạ này. Ở đây tôi đã được ông chủ chia sẻ cho nhiều điều kỳ thú, lý thú. Tôi xin phép được gửi tới các bạn trong video sau. Các bạn hãy chú ý đón xem. Chùa đây là anh mua mấy lạng đấy anh? Một cân. Một cân à? Vâng. Anh về anh sẽ làm món gì với cả cái món chuột này anh? Chuột thì làm món gì cũng ngon. Thế ạ? Anh dự định sẽ làm món gì ạ? Một là hấp bia. Hấp bia anh? Ờ. Vâng. Hấp bia kiểu gì anh? Hấp anh... bia là mua chai bia hơi. Vâng. Thế xong là làm cái mùng inox úp lên trên. Vâng. Đó, đặt bia lên được chuột với giềng xả. Vâng. Mắm tôm ướp với là đặt lên trên hấp. À thế ạ. Ướp như thịt chó, gia vị của bọn thịt chó đấy, bảo nó bảo để cho ít để hấp chuột. Vâng. Thịt chó ướp cái nào mình ướp. À thế ạ. Nhưng mà ăn nó so với cả thịt chó nào anh? So với thịt chó là ngon hơn. Mỗi cái nó ngon một vị. Vâng. Thơm. Vâng. Anh có thường xuyên ăn thịt chuột này không? Ăn luôn tục. Thế ạ. Ví dụ như là một tuần anh ăn mấy buổi? Một tuần mới ăn ăn một nửa tuần. Đấy, cứ thay đổi bữa chuột bữa. Vâng. Nhưng mà nó về vụ này nó mới có được thế. Vâng. Có phải lúc nào muốn ăn mà có đâu. Vâng. Thế là vụ là từ tháng mấy đến tháng mấy nhỉ? Đây vụ phải hỏi cô đây. Chuột này là từ tháng mấy đến tháng mấy là có ấy? Còn món luộc thì là luộc với rau má. Luộc với rau má à? Cứ luộc lên là xong à? Không, phải luộc bỏ nước đâu đi. Vâng. Xong rửa vào xong nồi luộc đun sủi, xong rửa vào xong nồi rửa lại chuột. À thế à? Xong bắt đầu cho rau má vào luộc. Thì lúc đấy mới gọi là xong đúng không? Thì mới ngon. Xong vâng. Khi luộc xong lại phải ấy. Lại phải vớt ra xong để vào tủ lạnh. Vâng. Thế xong mới chặt, chặt thì thái lá chanh vào. À phải để nguội không được để nóng nguội. À? Đấy. Nhưng mà nóng thì sao anh? Để... Nóng như là nó ấy, nó nát. À thế à? Bà chủ rất là đắt hàng. Đây là cô mua chuột đấy cô? Vâng. Cô ấy mua mấy lạng? Mua chuột này thì chọn nào cô? Con nét chứ. Ai thích lấy con nét thì nói. Thế cô định chọn con nào? Đấy, còn bao nhiêu chuột này? Nó thì thích to, đây thì nhỏ, mua nhỏ nhỏ đấy rồi. Vâng. Nhà tôi mua ít thôi, tao mua nhiều được. Một đấy. Tao mua nhiều được, mua ít. Đấy. Cho nên 5 tiền. Con này thì bé hơn. Không lấy em bỏ mà chẳng là nổ. Lấy đi. Đây góc bằng mốt. Mua nhiêu không? Làm dạng. Làm dạng. Chuột với giang người đun hai lửa ba lửa ấy ngon. Đấy có phải mua nhân thể mà đun thể. Sáu nang rồi. Chuột này nhà mình có thường ăn không cô? Thỉnh thoảng thì phải ăn chứ lấy đâu một tiếng không nào mùa thì chết. À, hôm nào phải ăn sang thì mới ăn à? Ờ, thỉnh thoảng được, mà không có, nhưng hôm qua ra mua không có mà là mua. À, nhưng hôm qua đi ra mua không có được nhỉ? Nói chuyện. Đấy, như thế này là 120.000 một cân rồi. Vâng. Đấy. Cái này về cô định làm món gì đây? Ngươi thịt xeo, ngươi thịt thịt ấy. Thế cô thì cô định làm gì? Cô ném giang. Giang lên à? Giang chia sẻ vì riêng về các thứ đó là giang. Như thịt chó gia vị như cháu thấy là mọi người là cắt thịt luôn ở đây để làm luôn sao cô không nhờ chị luôn làm luôn ta nắm khác ta biết tên này nắm mổ nó chạy bên nó nói cái nào luôn mổ con chị chăm chăm chị ơi
gần hết rồi này. Đi có tí thôi, gần hết rồi. Chị định mua mấy lạng chị? 5 lạng thôi anh ạ. À đấy à. Chị định về làm món gì đấy chị? Xào. Xào lên à? Xào. Ê, có mổ mai anh ấy kia ra lấy gà tiên nhỉ? Đây nhỉ, đây đây. Cô đi đi. 4 lạng. Đây ngồi nó lấy. Xong hết rồi. Chị bán đắt hàng ghê nhỉ? Bán người ta cứ mua tới tới hôm nào cũng thế à chị? Hay là hôm nay em quay chị bán nhanh hơn ý nhỉ? Không phải. Anh ơi, cho kia cho. Hôm nào cũng thế luôn à? Trời ơi, quá nhanh luôn. Nửa tiếng trời chị bán được, từ nãy giờ em đứng có khi chị bán được phải hơn chục cân đấy nhỉ? Vâng. Anh mất dấu. Nó còn con thì không có khi được nghỉ. Nay chừng này là mùng 1 thì nghỉ thì mới anh em rủ nhau đi bắt. Đó là thấy chưa? Mà đừng mà con. Liên tục không nghỉ tay. Chị làm sao mà sợ là mà nó không hết đi chứ. Đấy dùm lên tivi đi. Đây trên trên này. Nè, bà mua ruột cá bảo được lên tivi đấy. Ai cũng bé. Bé cứ xuống nữa là có lên tivi. Ơi. Ơi gái. Đấy chụp đi. Quay cái bé về ruột đấy. Đấy chụp đi. 2 cân thì hết chỗ này rồi. Cân 9. Ở đây người ta ăn thịt chuột rất nhiều luôn. Bỏ hết các thứ đi bán thịt chuột thôi. Cho cái có mổ một không? Có mổ luôn chứ không? Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta chỉ ngồi đây có nửa tiếng thôi mà gần 20 cân thịt chuột bán hết vèo luôn. Người dân ở đây người ta có thói quen ăn thịt chuột và người ta rất là thích ăn thịt chuột. Bản thân hôm nay thì mình cũng đã được thưởng thức món thịt chuột rồi, thì về các bạn, món thịt chuột ăn nó rất là ngon. Nó ăn nó vừa mềm mềm như thịt gà nhưng mà nó lại vừa thơm ngon như là thịt chó. Da nó thì lại mỏng hơn. Quý vị và các bạn đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ video để nhiều người biết đến. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.